Nội dung mảnh ghép cuối cùng sẽ là thông tin an ninh trật tự cập nhật tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, hôm qua 9 tháng 11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Phương, 28 tuổi, quê ở Đắk Lắk, trú tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu dân cư số 1 Tây Nam, huyện Long Điền. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trong thời gian qua, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của nhiều người dân về việc họ bị Đỗ Minh Phương lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình xác minh điều tra, cơ quan công an xác định, mặc dù nắm rõ các nền đất thuộc dự án khu dân cư số 1 Tây Nam thị trấn Long Điền, huyện Long Điền đang thuộc diện tranh chấp với công ty ô cấp, tuy nhiên Phương và một số đối tượng vẫn giới thiệu các nền đất ở đây đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng nền và thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình. Khi được khách hàng tin tưởng, Phương và đồng bọn làm thủ tục cho khách ký hợp đồng bằng hình thức thỏa thuận giữ chỗ sản phẩm, nhưng thực chất là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau đó hai bên làm giấy ủy quyền và thanh toán tiền bằng nhiều lần theo từng giai đoạn. Phương cam kết sẽ giao sổ đỏ cho khách hàng khi họ đóng đủ tiền. Sau nhiều lần chuyển tiền thì khách hàng mới biết được đất ở đây đang trong tình trạng tranh chấp, nên khách hàng không đóng thêm tiền mà yêu cầu Phương cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản. Lấy lý do người mua đã vi phạm hợp đồng, Phương tiếp tục dùng các nền đất này bán cho các khách hàng khác. Với thủ đoạn trên, Đỗ Minh Phương và đồng bọn đã lừa đảo 5 khách hàng, chiếm đoạt số tiền gần 2,7 tỷ đồng.